Còn nếu mà bây giờ các bạn thực sự muốn đi thẳng vào cái câu hỏi là anh ơi, anh nhận định rằng là khi mà bước vào trong hai cặp trận đấu ấy thì anh nhận định rằng những đội tuyển nào là những đội tuyển mạnh mẽ hơn trong cái cặp bò năm thì ok, mình xin được phép trả lời các bạn như sau. LK thực ra không phải là một đội tuyển quá mạnh trong bò năm. Đúng không? LK không phải là một đội tuyển quá mạnh trong các cái bò năm. Các bạn bây giờ vẫn còn nhắc đến cái underground với cả là các bạn vẫn còn nhắc tới cái Hunis Zeros nhỉ? Mình đã nói với các bạn cái đấy rất là nhiều lần rồi. Thực ra cái Hunis Zeros đấy đâu phải là fanpage của Dashing Buffalo up đâu, mà đấy là fan hâm mộ và thậm chí là cả những cái fan cuồng của Dashing Buffalo up nữa. Nó chẳng liên quan gì cả. Bạn nhìn tập thể của Dashing Buffalo chưa? Quá là hòa đồng, rất là ổn. Và mình nghĩ rằng là vấn đề truyền thông nó không ảnh hưởng và nó không có lỗi từ phía của những thằng nhỏ thi đấu. Còn quay trở lại vấn đề là underground thì đấy là một người bị đuổi rồi, kệ nó đi, chúng ta quên nó đi, chúng ta quay trở lại với cái vấn đề chuyên môn đi. Cặp LK và Gam thì mình thấy là Gam chắc vẫn là đội tuyển được đánh giá mạnh hơn. Bao năm Gam cũng sẽ là đội tuyển được đánh giá là sâu hơn bởi vì Gam chuẩn bị được rất nhiều chiến thuật. Nhưng mà ở Loki thì có một cái, đấy là gần như không có đội tuyển nào định lượng được những gì mà họ đang muốn pick cả. Mình thấy rất là nhiều trận như này nhá. Loki vừa mới thắng với một con Rai của Artifact siêu khỏe ở đường giữa. Trận sau đối thủ lẽ ra phải sợ tụt nồi ba con Rai, nhưng đối thủ không mang con Rai, nhưng cuối cùng Loki cũng chả pick. Tức là họ là một đội tuyển pick theo cái kiểu là tương đối là ngẫu hứng, không theo một cái chiến thuật, một cái bài bản nó đấy nó quá căng thẳng để khiến đối thủ có thể bắt bài. Vì thế là cái mà đấy là cái điểm rất là đáng sợ của Loki. Và cái tỷ lệ cho cái trận đấu chung kết trong một cái bo năm thì nó thật là bởi vì cái sức mạnh đường dài cái bo năm và cái tính chất chiến thuật, nên mình đánh giá rằng là có thể là Gam sẽ có được một tỷ lệ thắng cao hơn, nó tầm khoảng nó sẽ cao hơn mức 55-45 một tí đấy, nó cũng không đến mức gọi là 60-40 nhưng mà cao hơn mức 55-45 một tí. Thì đấy là cái mình suy nghĩ. À, đó là thứ tư này. Ok, cảm ơn ông Nhật nhá. Cảm ơn ông Nhật về sao tặng cho anh nha. Thì mình đang nghĩ rằng Gam sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn so với Loki một chút xíu. Mình cũng chẳng cần phải giấu giếm cái quan điểm cá nhân của mình là nếu như Gam đến với chung kết thế giới thì đấy sẽ là một cái sự chắc chắn hơn, một cái sự ổn định hơn dành cho VCS. Và còn đối với đại Loki ấy, là một đội tuyển rất là khó lường. Nhưng nếu như Loki là đội tuyển thứ hai thì nó cũng là một cái điều rất là hay, nó đem lại hai cái luồng gió, hai cái thái cực rất là khác nhau, một đội tuyển luôn luôn bám sát với meta, một đội tuyển sử dụng những cái chiến thuật hay hấp dẫn. Hai cái đội tuyển với hai cái lối chơi nó khá là khác nhau, Gam và Loki. Nhưng mà pick như thế này thì có lẽ là cũng hơi khó. 3-0 thì mình nghĩ rằng là kịch bản không thể xảy ra được. Loki với Gam mà đánh được 3-0 thì nó thật là đấy là kịch bản thủ quần búng chim luôn đấy, cho các bạn thủ quần búng chim mình luôn, không thể nào xảy ra 3-0 được. Cặp đấy căng đét ra thì Gam thắng là 3-1, còn lại phải thắng 3-2 đấy, thắng 3-0 cho các bạn thủ quần búng chim luôn là thật luôn, với các bạn cho là căng. Còn trong cái cặp trận đấu còn lại á, à thôi từ từ, nhân tiện nói về Gam và đang nói dở về cái gì Gam và Loki ấy, thì cái mà mình muốn mạnh ở Gam và cái sự ổn định của họ ấy là nếu như mà họ ra đấu trường quốc tế thì họ có được nhiều nhân sự để thay đổi nữa. Loki xưa nay vẫn giữ nguyên gần như là một đội hình form chuẩn từ đầu mùa đến giờ, với Hany, với DNK, với Artifact, với Celeb và Venus, đúng không? Thì nhiều khi cái những lượt bạn cấm bạn chọn hay của họ, nhưng mà họ lại kiểu hơi bị hạn chế về số lượng bài chẳng hạn. Thì cái việc nếu như để cho Gam thi đấu một cách ổn định và đến thì họ có rất là nhiều nhân sự để thay, họ có Hiếu Ba, họ có Zeros, họ có Hiếu Ba, họ có Zeros, họ có Yoshino Kiaya, nói chung là cái landing của họ thay đổi rất là. Có một thứ rất là chắc chắn thì đấy là việc Levi đi rừng, thế thôi. Bây giờ mà để cho ai thay thế Levi đi rừng thì Gam giống như kiểu là mất chất vậy. Đúng. Rất là mất chất các bạn ạ. Đánh làm sao ấy, Levi nó có quá nhiều những cái hướng giải quyết rất là sáng và gần như là không thể nào thay thế được. Nếu các bạn hôm trước mình vừa đọc ở đâu đấy một cái câu rất là tâm đắc ở trên mạng ấy, đấy là nếu như không đem sọp về thì đừng đem rừng nào của VCS ra so sánh với Levi. Thì mình thấy rằng câu đấy đúng. Lúc mình đọc mình thấy rằng mẹ cái thằng này fan Gam chắc luôn, nhưng cho mình khi mình nghĩ lại nhở, cũng đúng mẹ rồi. Bởi vì thằng Levi nó đánh sáng quá, nó có nhiều cái xử lý, nhiều cái giải quyết vấn đề nó hay quá, mà những người đi rừng khác khó để có thể đạt được. Còn nếu như bây giờ nói là rừng top 1 Việt Nam chắc là Levi, nhưng mà rừng top 1 thế giới thì là sao? Mình còn nghĩ là sao vẫn sẽ là người đi rừng hay hơn.
Nó giống như là kiểu là cha đẻ của những cái lối đi rừng vậy. Thực ra thì mình thấy rằng cái lối chơi của Levi cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều với lối chơi của Sọp. Thật. Clear rừng, vòng rừng như thế nào, thời điểm ganh như thế nào, nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và mình đánh giá rằng đấy là một lối đi rừng hay và không phải ai cũng làm được. Thế nên là bị ảnh hưởng là một vấn đề, nhưng mà vận dụng được và phát huy được nó thì lại là vấn đề khác mà mình đánh giá cũng rất là cao. Thì xong về vấn đề hai người đi rừng, còn về vấn đề lineup thì như thế nào? Mình nghĩ rằng là lineup chuẩn thì chắc là vẫn là Zero đứng trên, Levi đi rừng. Bot vẫn là Slay và Jin, bởi vì bây giờ cái cặp đôi đấy bây giờ đánh hay quá. Slay càng đánh support càng lên tay. Còn mid thì nó là khác. Mid thì rất là khó để mình nhận định được. Bây giờ Kia'Sa đánh hay. Mình nghĩ rằng là cái tỷ lệ Yoshino ra đánh ở mid bây giờ nó sẽ thấp hơn một tí. Mình nghĩ rằng Kia'Sa vẫn là hay nhất. Nếu như để sử dụng ở mid, Yoshino thì sử dụng được nhiều charm, Echo. Nói chung là mấy con top mà đem ra mid thì cũng khá là hộ, cũng khá là hay. Nhưng mà mấy con Fiora các thứ mà đem ra mid thì nó không kinh lắm. Giá như mà là Camille, mình không biết là đánh cái Camille mà đúng không? Nếu xin đấy là Camille, không biết có đem Camille ra mid không? Camille thì là một con tướng đi mid cũng không phải là cái tính chất laning quá là mạnh, nhưng mà khả năng ram ấy là best. Khả năng ram của con Camille rất là tốt. Bạn cần phải có một cái Tiamat cho bạn đi ram hai cánh. Những pha gank của Camille nếu như tiếp cận được thì gần như nó là sure gank. Cái khả năng gank nó là ghê gớm. Thế nên là nếu như có Camille đi mid thì mình nghĩ là hôm qua nhậu nhẹt cùng anh An vui lắm, đâu nết bóp nhân phẩm và chờ ngày comeback summoner ý. Ok, cảm ơn Nam nha. Ok, cảm ơn Nam. Slay support hay Jin chưa nổi trội lắm. Jin là một mẫu xạ thủ nhá. Mình nói thật với các bạn, Jin là một mẫu xạ thủ mà rất là an toàn và lại còn có khả năng côn nữa. Jin là xạ thủ có tầm nhìn mở giao tranh cực kỳ kinh. Đấy là cái mà mình thấy rất là ghê gớm ở Jin. Không phải là nhiều xạ thủ có thể làm được điều này. Và thứ hai nữa là mình cũng đã nhận định rất là nhiều lần về cái vấn đề này rồi. Đấy là khi mà xạ thủ là người có khả năng côn thì cái người xạ thủ đấy sẽ có được một cái khả năng kêu gọi đồng đội bảo kê rất tốt. Jin giữ nhịp cực kỳ ổn, farm tốt và mở được combat. Đấy là điểm mạnh. Khó để có một xạ thủ như thế phết đấy. Mặc dù là có thể là tính chất giữ vị trí, khoảnh khắc highlight không được như celeb, rồi là sự an toàn và áp lực khi đi đường không mạnh bằng Big Crow và Palette, nhưng mà ổn định cũng là một cái gì đấy mà cần, mà bởi vì game bây giờ có quá nhiều nhân tố tỏa sáng rồi thì cần có một người phải giống như kiểu là giữ nhịp trận đấu vậy. Celeb ấy là một mẫu xạ thủ nó có khả năng tỏa sáng gọi là kinh khủng khiếp, khả năng gọi là khoảnh khắc xuất thần ấy của Celeb nó đến nhiều hơn bất cứ một xạ thủ nào ở trong cái giải đấu VCS này. Và cái khoảnh khắc xuất thần đấy là một thứ cực kỳ quan trọng đối với những xạ thủ. Nó khiến cho khả năng giống như kiểu là nó không phải là dép nhá, nó là giống như kiểu picklet cái thời 2013 ấy, giống như kiểu là bạn cầm ven xong bạn lộn vào giữa đội hình đối phương bạn bắn ấy. Thì đấy, Celeb là giống kiểu như vậy. Highlight đến từ kỹ năng cá nhân, khoảnh khắc xuất thần, mọi thứ làm được bằng cái kỹ năng cá nhân và cái sự phản xạ của Celeb thì đấy là cũng là một cái kiểu xạ thủ rất là khác. Em sẽ coi là đạn anh bảo là Gam thắng 3-0 thì tụi quần búng chim, mà nếu tham thắng 3-0 thì em up lên group để anh nhớ. Ừ thì anh nói rồi thì em cứ làm đi, em cứ làm thoải mái. Ừ nhưng mà sẽ không có chuyện Gam thắng 3-0 dễ gì đâu, 3-1 thôi. Ừ anh tụt quần về anh búng chim đâu, anh có hỏi anh tụt quần anh búng chim anh đâu. Ờ vô duyên, ờ anh tụt quần anh búng chim bằng đâu. Ờ dỗi chưa. Ờ ok thôi. Cặp Gam mình nghĩ là mình cũng chỉ nói đến thế thôi. Vì kết quả thì cũng có nhiều người sẽ có chung nhận định với mình rồi. Nên là sẽ là cặp Gam mình chỉ nói thế thôi. Còn về cặp Blessing Buffalo và Flash thì khó nói quá. Cặp Blessing Buffalo và Flash khó nói quá. Mình nghĩ rằng Flash đang trong cái giai đoạn tìm ra được cái người đi đường trên đích thực rồi. Ở trong tầm khoảng 2 tuần trước ấy thì Flash còn phải loay hoay lựa chọn rồi là test các thứ này thứ kia. Nhưng mà đến giai đoạn gần đây thì chắc là nó cũng ổn định cái khả năng tức là ổn định cái đội hình rồi. Chắc vẫn sẽ là Stuck đánh nguyên cái vòng playoff mà thôi. Khó để sạch. Tầm này thì khó để thấy Stuck lắm. Stuck đánh nó cũng ổn định. Nó cũng có khoảnh khắc xuất thần và là một trong số những người chơi đường trên sử dụng tele rất là hay dịch chuyển ấy. Dừng thì Jin
Hay quá rồi. Rừng thì chắc là khỏi cần phải nói, Yijin càng đánh càng hay. Và thứ hai nữa là cái champion của Yijin ấy ở trong những cái lúc gọi là bối rối có thể đem ra những cái con bài rất là kinh, mà nó mang tính chất bước ngoặt mà rất là nhiều người đi rừng hay trên thế giới thường xuyên làm. Đấy là giống như kiểu con scanner ấy. Mình thấy con scanner là một con giải thế bí rất là tốt, đặc biệt là một con, cái con scanner nó đem lại hiệu ứng tinh thần cực kỳ ổn. Nó vừa gây áp lực cho đối thủ và nó vừa đem lại hiệu ứng tinh thần cho đồng đội. Nên mình đánh giá rất là cao con scanner trong một vài những cái tình huống ấy. Nó được đem ra cực kỳ lợi hại và nó khiến cho những cái đội tuyển mà sử dụng con scanner nó cảm giác là dễ chơi hơn. Mid thì Optimus, đầu tàu thủ lĩnh Cole L. Khả năng laning thì cũng không phải là gọi là 9/10 hay là 10/10, nhưng mà khả năng roaming thì rất là tốt. Rồi là xin cái bộ đỏ các bạn nhắc đi nhắc lại về cái làm gì. Bộ đôi đường dưới thì chắc là cũng không thay được. Tầm này Slater với CBL combat Lào đánh với nhau quá lâu rồi. Và cái mức tăng tiến của CBL cũng tốt. Ngày trước thì chúng ta nhắc tới CBL chúng ta chỉ chơi nhắc tới mấy con như kiểu là Thresh hay là mấy con kéo kéo thôi, nhưng mà bây giờ khi mà nhắc tới CBL thì chúng ta có quá nhiều champion của CBL rồi. Càng đánh càng hay. Anh có cast trận play-up nào không? Nếu như bây giờ mình được cử đi Sài Gòn thì bình luận thì chắc chắn là mình được cast. Mình không biết là bây giờ mình có được cử đi Sài Gòn hay không. Kiểu như nghỉ nguyên mùa rồi, không biết là anh em có cho vào để bình luận không, nhưng mình cũng hy vọng là mình sẽ được bình luận gọi là play-up của VCS. Còn trong khi đấy thì nói về Dashing Buffalo ấy thì đường dưới vẫn là điểm mạnh. Naun thì champion rất là rộng. Naun càng ngày cái champion của Naun càng mở rộng. Yasuo thì mình không muốn nói bởi vì đấy là một con khó, nhưng mà cuối cùng Naun bây giờ dùng rất là tốt. Tất cả những con mid, đặc biệt là tướng thủ Joey, LeBlanc quá hay, Syndra, Neko quá hay. Và gần đây thì có mở rộng ra dùng thêm Pharos, Koki khả năng giữ vị trí hay là khả năng gây sát thương hay là khả năng dồn gì của Naun cũng cực kỳ ghê rồi. Gần đây thì hình như Naun chưa chơi trận Camille rồi sao nhỉ anh em nhỉ? Hay là có một trận Camille nhỉ? Tức là champion thì thực ra nhìn thấy nó cũng rộng rồi, không phải là cứ phải pick con Camille thì champion mới rộng, số lượng tứ sử mới rộng, mà vốn dĩ là nó cũng đã rộng rồi. Mình chỉ muốn thắc mắc là xem là đã đem con Camille ra dùng hay chưa, thế mà thôi. Còn champion của Naun thì nó vốn cũng rất là rộng rồi. Vấn đề rừng thì Meliodas hay Su Hào thì mình nghĩ rằng vẫn sẽ là Meliodas. Meliodas vẫn ghê hơn. Meliodas vẫn ghê hơn so với Su Hào hơn ở cái khả năng kiểm soát. Ở Su Hào thì có rất nhiều những điểm nổi trội mà người ta cảm thấy cực kỳ thích, và đặc biệt là trong những trận đấu mà khó khăn ấy thì cần phải thay vào. Đấy là Su Hào có được một cái khả năng ganh rất là nhạy, ganh rất là sớm và sẵn sàng bỏ tài nguyên để ganh, thì đấy là điểm mạnh của Su Hào mà ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy được. Và trong những cái khoảnh khắc kiểu như là bí hay là những cái tình huống mà đang gặp khó khăn thì hoàn toàn có khả năng là Dashing Buffalo nên sử dụng Su Hào. Còn đường trên thì Rizal hay Kaido. Nếu như Rizal giải quyết được vấn đề áp lực tâm lý thì mình nghĩ rằng vẫn nên là Rizal. Rizal vẫn là người có được nhiều khoảnh khắc tỏa sáng hơn. Không biết là champion nó như thế nào, nhưng mà khoảnh khắc tỏa sáng thì Rizal vẫn đang làm rất là ổn. Và đánh giá chung cuộc về cặp Flash và Dashing Buffalo ở trong một cái bo 5 thì mình nghĩ rằng đội tuyển có lợi chắc vẫn sẽ là Flash. Mình nghĩ rằng Flash vẫn sẽ là đội tuyển có được lợi thế chung cuộc. Nhưng mà từ trước đến giờ, từ mấy cái mùa trước thì Dashing Buffalo thì vẫn là cái đội tuyển top 1 của VCS. Có rất là nhiều điều khó để có thể nói, khó để có thể so sánh. Nhưng mà trên cái quan điểm cá nhân và cái nhận định mà mình nghĩ thì đấy là mình nghĩ như thế. Kết quả chung cuộc thì chúng ta cần phải chờ đến cái hồi mà các đội tuyển va vào nhau rồi mới biết được các bạn nhá. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã nghe qua phần nhận định. Bây giờ chúng ta sẽ vào chơi game.